Tổng thống Mỹ Joe Biden muốn đánh thuế cao hơn với lợi nhuận của các công ty xăng dầu ở Mỹ. Iran áp đặt trừng phạt các cá nhân và tổ chức của Mỹ. Lạm phát ở Sri Lanka vừa lần đầu tiên hạ nhiệt sau chuỗi ngày khủng hoảng. Công ty Nga ấp ủ dự định xây thiết bị đầu cuối LNC tại Việt Nam. Trung Quốc khai trương trại lợn cao 26 tầng lớn nhất thế giới. Ngân hàng Thụy Sĩ lỗ 143 tỷ đô la Mỹ trong 9 tháng đầu năm. Giới nhà giàu Tinh Hoa bán tháo tài sản để chạy khỏi Trung Quốc. Chủ tịch Samsung thăm Việt Nam để tìm thêm cơ hội kinh doanh. Kính thưa quý vị, tất cả nội dung sẽ có trong bản tin kinh tế ngày 1 tháng 11 của DKN TV. Hoàng Quyên xin kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. tháng Tổng thống cho biết trong cuộc họp ở Nhà Trắng vào ngày hôm qua, 31 tháng 10, ông đã kêu gọi các công ty này hoặc là giảm lợi nhuận bằng cách hạ giá bán lẻ cho người dân, hoặc là phải đóng thuế cao hơn với phần lợi nhuận lớn thu được. Ông Biden cho biết các công ty xăng dầu đã thu được lợi nhuận khổng lồ do tác động tăng giá do chiến tranh Ukraine. Về khả năng đánh thuế cao hơn, nhóm chuyên trách của ông sẽ bàn với quốc hội về các phương án để làm việc này. Thưa quý vị, cũng trong ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Iran đã thông báo nước này sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 10 cá nhân và 4 tổ chức của Mỹ, bởi vì đã can thiệp các công việc nội bộ và kích động bạo lực ở Iran. Các cá nhân trong danh sách trừng phạt bao gồm Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Sankom, Trung tướng lục quân Michael Kharila, Phó Tư lệnh Sankom Gregory Gilos, Thứ trưởng Tài chính Mỹ Wally Adeyemo, cùng với một số quan chức khác trong các tổ chức bị trừng phạt có cơ quan tình báo trung ương Mỹ CIA. Các cá nhân trên đã bị cấm nhập cảnh Iran, đồng thời sẽ bị phong tỏa tài sản và tài khoản ngân hàng tại Iran. Thưa quý vị, số liệu thống kê chính thức đã cho thấy lạm phát ở Sri Lanka đã chậm lại vào tháng 10 khi tình trạng khan hiếm lương thực và nhiên liệu được giảm bớt. Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng ở thủ đô Colombo đã giảm xuống 66% so với một năm trước đó. Con số này đã giảm so với mức lạm phát 69,8% của tháng 9. Đây là lần đầu tiên mà lạm phát của Sri Lanka đã giảm bớt so với tháng trước đó trong suốt một năm qua. Dữ liệu cũng đã cho thấy chi phí vận tải ở mức 150,4% và giá thực phẩm cao hơn 94,9% so với một năm trước đó. Dù vậy, đây vẫn là một tín hiệu đáng mừng đối với cơ quan quản lý tiền tệ của Sri Lanka những người mà dự kiến lạm phá sẽ đạt đỉnh trong tháng này. Ngân hàng Trung ương Sri Lanka cũng đã quyết định giữ lãi suất chuẩn ở mức là 15,5% sau hai cuộc chính sách gần nhất, sau khi chi phí đi vay đã tăng 9,5 điểm phần trăm trong năm nay. Lần điều chỉnh chính sách tiền tệ tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 11. Giá hàng hóa toàn cầu đã giảm, hỗ trợ từ các nước thân thiện và nguồn vốn từ các tổ chức cho vay địa phương đã giúp cho Sri Lanka ổn định tài khóa trong ngắn hạn. Nguồn cung thực phẩm, nhiên liệu và thuốc men đang nhỏ giọt khi các quan chức theo đuổi thỏa thuận tái cơ cấu nợ với các chủ nợ toàn cầu. Chìa khóa để mở ra một gói cứu trợ 2,9 tỷ đô la Mỹ với Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Thưa quý vị, ông Leonid Mikhelson, giám đốc điều hành công ty sản xuất khí đốt tự nhiên hóa lỏng LNG, Novatech cho biết, họ đang nghiên cứu khả năng cung cấp LNG cho Việt Nam ở các nhà máy điện hiện có và xe xe mới. Ông cho biết dự án mà công ty có kế hoạch thực hiện tại Việt Nam với sự hợp tác của Siemens và Total Energy, tuy nhiên chưa rõ thời điểm bắt đầu. Giám đốc của Novatech đã cho biết thêm, công ty cũng đang tìm hiểu khả năng xây dựng một thiết bị đầu cuối LNC tại Việt Nam. Novatech là một trong những nhà sản xuất khí đốt tự nhiên độc lập lớn nhất ở Liên bang Nga, được thành lập vào những năm 1994. Công ty đã tham gia vào hoạt động thăm dò sản xuất, chế biến, hóa lỏng cũng như là bán khí và hydrocarbon lỏng. Các lĩnh vực và khu vực cấp phép của công ty chủ yếu nằm ở khu tự trị Yamalo Nenets. Trung Quốc khai trương trại lợn cao 26 tầng lớn nhất thế giới. Theo Tân Hoa Xã đã đưa tin, tại Ngạc Châu, Hồ Bắc, trại lợn 26 tầng mới khai trương vào tháng 10 năm 2022, có 3.700 con lợn giống đầu tiên. Nhằm để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, mỗi tầng là một trại chăn nuôi lợn thâm canh độc lập với các nhân viên, vật tư và lợn giữa các tầng không luân chuyển. Công nghệ cao được áp dụng trong toàn bộ tòa nhà, cho phép tự động hóa các tác vụ như là cho ăn hay là kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm. Do vậy mà nhân viên trang trại chỉ vào chuồng lợn khi cần thiết, như là để kiểm tra hàng ngày và tiêm chủng. Tòa nhà cao 26 tầng này thuộc một dự án trang trại lợn do công ty trách nhiệm hữu hạn chăn nuôi hiện đại Hồ Bắc trùng tầng khai duy đầu tư xây dựng với tổng vốn đầu tư là 4 tỷ nhân dân tệ, tương đương với hơn 13.600 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành và đi vào sản xuất, dự kiến toàn bộ dự án trang trại mỗi năm có thể sản xuất 750.000 lợn con và 600.000 lợn béo. Trại lợn cao tầng quy mô lớn ở Trung Quốc Theo báo Đại Hà cho biết, mô hình nuôi lợn với công nghệ thông minh trong các tòa nhà được bắt đầu thiết kế tại Trung Quốc vào năm 2015. Công trình trại lợn cao tầng quy mô lớn đầu tiên là một tòa nhà 7 tầng ở tỉnh Quảng Tây. Tòa nhà do công ty trách nhiệm hữu hạn Quảng Tây Dương Tường đã đưa vào xây dựng vào năm 2016, hoàn thành vào năm 2017 và đã đi vào hoạt động vào năm 2018. Router vào thời điểm đó đã gọi công trình này là một khách sạn cho lợn. Theo một quản lý của khách sạn lợn đã chia sẻ với Router, có các lợi thế lớn cho một tòa nhà cao tầng nó tiết kiệm năng lượng và tài nguyên. Diện tích đất không nhiều nhưng nuôi được nhiều lợn. Kể từ đó mà các trại lợn cao tầng đã phát triển nhanh chóng ở Trung Quốc. Ví dụ như là láng diện của Quảng Tây là tỉnh Quảng Đông, có 170 dự án trại lợn cao tầng tại thời điểm vào ngày 1 tháng 3 năm 2022. Lo ngại về nguy cơ bùng phát dịch bệnh Khi có quá nhiều lợn trong cùng một trại thì chúng sẽ nhận được ít sự chăm sóc hơn, dẫn đến khả năng phát bệnh cao hơn và bất kỳ đợt bùng phát dịch bệnh nào cũng có thể dẫn đến việc tiêu hủy lợn trên diện rộng. Theo Reuters đã dẫn lời của Iran Kemalin, một chuyên gia về phúc lợi động vật tại Đại học Thú y ở Vienna, Áo, và đã từng làm việc với các trại của Trung Quốc. Các trại chỉ cao 2 tầng ở châu Âu cũng đã làm dấy lên một quan ngại, bà Kemalin đã cho biết. Chợ hải sản Hoa Nam tại Vũ Hán, Trung Quốc đã nổi tiếng trong suốt 2 năm qua vì đã liên quan đến khởi đầu của đại dịch COVID-19. Nhưng ngay trước đó, quốc gia này đã trải qua một đợt dịch bệnh nghiêm trọng khác. Dịch tả lợn châu Phi đã bùng phát dữ dội ở Trung Quốc vào năm 2018. Trong vòng 8 tháng, số liệu từ chính phủ Trung Quốc đã cho biết số lợn tại Trung Quốc đã giảm 40 triệu con, tương đương với khoảng 10% tổng đàn lợn trước dịch. Còn Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Khoa học Động vật và Thú y Trung Quốc đã ước tính tổng đàn lợn có thể giảm tới 128 triệu con, tương đương với 30% đàn. Dịch tả lợn châu Phi đã lan từ Trung Quốc sang các quốc gia châu Âu khác, lần lượt là Mông Cổ, Việt Nam, Campuchia, Hồng Kông, Triều Tiên, Lào, Philippines, Myanmar, Indonesia, Timor Leste -ti và Hàn Quốc. Thưa quý vị, Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ đã báo cáo khoản lỗ là 142,4 tỷ franc tương đương khoảng 143 tỷ đô la Mỹ trong 9 tháng đầu năm do bất ổn trên thị trường tiền tệ toàn cầu. Theo Lombard cho biết, tình trạng bất ổn khi các quốc gia đưa nhau tăng lãi suất đã ảnh hưởng đến danh mục đầu tư ngoại hối của ngân hàng Thụy Sĩ. Đồng thời, ngân hàng này cũng phải đối mặt với tình trạng mất giá trị với lượng vàng mà họ đang nắm giữ, cũng như là vì thế tiền tệ Thụy Sĩ. Đây cũng là khoản lỗ hàng năm cao kỷ lục của ngân hàng quốc gia Thụy Sĩ. Mặc dù kết quả này sẽ không ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ, chúng vẫn khiến cho ngân hàng phải đối mặt với khả năng thanh toán cho chính phủ Thụy Sĩ và các bang ngày càng khó khăn. Lomberg đã nhận định có thể đây chỉ là lần thứ hai trong lịch sử hơn 100 năm của Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ sẽ phải khớt khoản thanh toán này. Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ đã dành hơn một thập niên để can thiệp vào thị trường tiền tệ để ngăn đồng franc Thụy Sĩ tăng giá, dẫn đến danh mục dự trữ ngoại hối lên tới 800 tỷ franc. Công cụ chính sách tiền tệ chính hiện nay của ngân hàng là lãi suất và họ đã từ bỏ lãi suất âm vào cuối tháng 9, nhưng ngân hàng quốc gia Thụy Sĩ đã cho biết họ vẫn sẵn sàng thực hiện các biện pháp can thiệp trong tương lai. Vào tháng 6, ngân hàng Thụy Sĩ đã tăng lãi suất chủ chốt lên âm 0,25% và 0,5% vào tháng trước. Theo tính toán của Lambert Ngân hàng này vẫn kiếm được 69,3 triệu franc trong quý 3, nâng tổng số tiền kể từ khi họ bắt đầu tính phí gửi tiền vào ngân hàng từ năm 2015 lên 11,9 tỷ franc. Giới nhà giàu tinh hoa bán tháo tài sản để chạy khỏi Trung Quốc Thưa quý vị, gần đây 6 bộ và ủy ban của Trung Quốc, bao gồm ủy ban cải cách và phát triển quốc gia, Bộ Thương mại, Bộ Giao thông Vận tải đã cùng ban hành 15 biện pháp thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực sản xuất và ổn định đầu tư nước ngoài. Trước văn kiện chung do 6 bộ vào ủy ban hành vào ngày 25 tháng 10, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa kết thúc. Sau sự xuất hiện của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc mới, thị trường trong và ngoài nước náo động. Chứng khoán Hồng Kông đã giảm 1.030 điểm trong ngày đầu tiên. Các công ty Trung Quốc niêm yết tại Mỹ như là Pinduoduo đã giảm 24,65%. Hãng sản xuất ô tô NIO đã giảm 15,7%. Alibaba giảm từ mức cao nhất, mức giảm lớn nhất là 81,6%. Giá cổ phiếu Tencent đã giảm từ 775,5% xuống còn 198,6% đô la Hồng Kông. Tại Trung Quốc, cả thị trường chứng khoán và thị trường ngoại hối đều đã xuống mức thấp nhất. Liên đới lãi suất bất động sản cũng đã giảm mạnh và một làn sóng bán tháo bất động sản đã xuất hiện trên khắp cả nước. Gần đây, những ngôi nhà sang trọng ở Thượng Hải đã giảm mạnh 40% giá sao bán. Những người trong ngành cho biết, nhiều chủ nhà sang trọng không ôm mộng về tương lai và đã quyết định giảm giá bán. Gần đây, một số lượng lớn những người giàu có ở các nơi như là Vũ Hán, Bắc Kinh, Giang Tô, Chiết Giang đã bán tài sản. Router đã dẫn lời của ông Sam Stovall, chiến lược gia đầu tư tại CFRA Research ở New York đã cho biết. Cùng với việc ông Tập Cận Bình ngày càng nắm nhiều quyền lực, các nhà đầu tư đã lo lắng về hướng đi trong tương lai của nền kinh tế Trung Quốc. Tờ Financial Times tại Anh đã đưa tin, vào thời điểm mà quốc tế đã lo ngại về việc tập trung quyền lực vào tầng lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, giới nhà giàu Trung Quốc cũng bi quan hơn về tương lai, và nhiều gia đình doanh nhân đã đưa ra kế hoạch là chạy. Ông David Leberin, một luật sư nhập cư từng làm việc với các gia đình giàu có ở Hồng Kông và Trung Quốc đại lục cho biết, việc ông Tập Cận Bình phá vỡ thông lệ tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba là một bước ngoặt đối với giới kinh doanh tinh hoa của Trung Quốc. Ông đã nói, "Tôi đã nhận được chỉ thị khởi động từ ba gia đình doanh nhân Trung Quốc có giá trị tài sản cực cao để thực hiện kế hoạch trốn thoát của họ." Ông Kiamenlo là đối tác cấp cao của công ty luật Denton Roddick đã cho biết, "Trong vài tháng qua, một số gia đình doanh nhân Trung Quốc đã giao cho ông thành lập một văn phòng gia đình để quản lý tài sản của gia đình họ." Ông đã nói, "Các khách hàng mà tôi làm việc trước tuần này đã thấy rằng nhiệm kỳ thứ ba của ông Tập Cận Bình đã trở thành điều chắc chắn." Ngoài việc giới thượng lưu giàu có chạy ra, những người giàu bình thường ở Trung Quốc và doanh nhân Đài Loan cũng đã muốn chạy trốn. Theo báo cáo của AFA cho biết, một số người ở Thượng Hải đã bán nhà sang trọng với giá thấp hơn 30% so với giá thị trường. Có các doanh nhân Đài Loan bán các bất động sản khách sạn ở Vũ Hán, cũng có các doanh nghiệp nhà nước đã mua các doanh nghiệp tư nhân. Một số doanh nhân Đài Loan cũng đã bán nhà hàng và khách sạn của họ. Triệu Đình, một người trong ngành bất động sản ở Thượng Hải, đã nói với RFA rằng, với việc bế mạc đại hội 20, nhiều chủ sở hữu nhà sang trọng đã không còn ảo tưởng về tương lai và đã quyết định bán nhà với giá thấp hơn. Bà nói, rất nhiều nhà cao cấp thấp hơn giá thị trường từ 30% đến 40%, họ đều muốn chạy, nếu không bán thì không kịp. Ông Tạ Kim Hà, chủ tịch của World Magazine Đài Loan đã cho biết, trong một bài đăng trên Facebook, rằng những người giàu có đã bán tài sản của họ. Trên thực tế đã quá muộn để tìm chỗ nắp sau khi nghe tiếng súng nổ. Đầu tư và quản lý tài chính phải có con mắt đi trước những người khác một bước. Ông đã tin rằng tương lai của Trung Quốc sẽ bắt đầu có xu hướng bảo thủ. Kỳ đại hội 20 này sẽ chỉ làm rõ hơn xu hướng này. Lần này thì bài viết của ông có tên là Trung Quốc mộng biến điệu. Đây cũng là một ghi chép của ông về những thăng trầm trong quá trình phát triển kinh tế Trung Quốc trong hơn 40 năm qua. Chủ tịch Samsung thăm Việt Nam để tìm thêm cơ hội kinh doanh. Thưa quý vị, Korea Times vào ngày 30 tháng 10 đã dẫn nguồn tin từ các giới chức trong ngành đã cho biết, Chủ tịch tập đoàn Samsung Electronics Lee Jae-yong đã dự kiến sẽ đến Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển R&D của Samsung Electronics tại Việt Nam vào cuối năm nay để củng cố quản trị toàn cầu và tìm thêm cơ hội đầu tư mới tại Việt Nam. Chuyến thăm này trước đây đã được lên kế hoạch vào tháng 2 năm 2020 khi tiến hành lễ động thổ trung tâm, nhưng do dịch bệnh COVID-19 nên phải dừng lại. Đến tháng 10 năm 2020, ông Lee đã đến Việt Nam để xem tiến độ xây dựng trung tâm. Từ tháng 3 năm 2020, Samsung Electronics đầu tư 200 triệu đô la Mỹ để xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển IND của tập đoàn tại Việt Nam. Theo kế hoạch trung tâm được xây dựng xong vào cuối năm nay, Tại Việt Nam, Samsung Electronics hiện đang vận hành hai nhà máy sản xuất điện thoại thông minh và các nhà máy sản xuất TV cùng với thiết bị gia dụng. Hơn 50% điện thoại thông minh Samsung đã sản xuất tại Việt Nam được bán ra khắp thế giới. Trong diễn tiến liên quan, từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11, tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra tuần lễ doanh nghiệp Việt Hàn. Hoạt động này được cho biết là tập trung vào xúc tiến thương mại trực tiếp trong các lĩnh vực công nghệ thân thiện môi trường trang trại thông minh, y tế thông minh. Việt Nam và Hàn Quốc kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm nay. Kính thưa quý vị, phần bản tin kinh tế cập nhật của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình. Chúc quý vị sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.